Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với lễ hội thời trang châu Á được tổ chức tại Singapore. Đây là một trong những sự kiện thời trang lớn ở châu Á, thu hút sự tham gia của hàng trăm nhãn hiệu thời trang và các nhà thiết kế trên thế giới. Và trong chuỗi những hoạt động nhộn nhịp của tuần lễ thời trang này có show diễn của nhà thiết kế trẻ Vũ Tá Linh Việt Nam. Với các show diễn thời trang chuyên nghiệp, giới thiệu các bộ sưu tập mới nhất dành cho mùa thu đông 2015. Lễ hội thời trang còn tổ chức nhiều hoạt động đáng chú ý khác. Cuộc thi tài năng thiết kế châu Á Audi Star Creation với chiến thắng năm nay thuộc về thí sinh Hồng Kông. Các hội nghị dành cho các chuyên gia, phóng viên, đội ngũ người mua hàng trên toàn thế giới. Những cầu nối để dây chuyền sản xuất thời trang được vận hành một cách chuyên nghiệp nhất. Triển lãm thời trang Blueprint, một hoạt động chính của lễ hội nơi các nhà thiết kế giới thiệu phong cách sản phẩm của mình. Hơn 200 nhãn hàng địa phương và quốc tế đã tham gia. Chúng tôi là nhãn hiệu phụ kiện thời trang đến từ Anh Quốc, nhãn hiệu Nocturne. Chúng tôi chỉ có một nhóm rất nhỏ, khoảng 5 người với trụ sở tại London. Chúng tôi rất vinh dự được là một trong 16 thương hiệu Anh Quốc được Cục Thương mại và Đầu tư Anh mời tham gia triển lãm này. Chúng tôi thực sự trông đợi để có thể mở rộng thị trường của mình ở Singapore. Xin chào, tên tôi là Aileen. Tôi là nhà thiết kế của nhãn hiệu thời trang Noel Caleb. Đây là năm thứ ba chúng tôi tham gia sự kiện này. Chúng tôi là nhãn hiệu từ Singapore và hiện nay chúng tôi có khoảng 7.000 người theo dõi trên Facebook. Thời trang là phong cách sống, bởi vậy chúng tôi muốn sản phẩm của mình thực sự đi vào đời sống của mọi người và khiến cho họ trở nên sang trọng, sành điệu hơn. Điều chúng tôi muốn làm được bây giờ đó là có thể đem sản phẩm của mình vượt ra ngoài biên giới Singapore. Gian hàng của nhà thiết kế trẻ Vũ Tá Linh cùng nhóm các bạn đã đạt giải thưởng trong cuộc thi tài năng thiết kế châu Á Audi Star Creation năm 2013. Những mẫu trang phục đang được giới thiệu tại đây chính là thành quả một năm học tập làm việc tại Singapore, một trong những giải thưởng các bạn nhận được. Bản thân tôi đã học tập cũng như là làm được rất là nhiều thứ, khâu rất là nhỏ nhặt hay đến những khâu rất là quan trọng, ví dụ như là về vẽ phác thảo hay là về những cái đồ họa hay là về cả những công việc liên quan đến da mẫu, sản xuất. Tất cả các mắt xích trong quá trình thiết kế cũng như lên mẫu đã được Vũ Tá Linh tiếp thu, thực hành. Phong cách riêng được xử lý thế nào trong một dây chuyền công nghiệp là một vấn đề. Bộ sưu tập trong triển lãm lần này thì đây chính xác là nó giống như là bộ sưu tập ra mắt. Sau quá trình một năm tôi làm việc ở đây thì đây chính là bộ sưu tập ra mắt và để giới thiệu cho mọi người thấy là những cái gì mà tôi đã học được tại Singapore và đưa vào bộ sưu tập của mình như thế nào. Trước hết, tôi thấy rất tự hào khi mà sinh viên của chúng tôi trở thành người đầu tiên của Việt Nam giành chiến thắng trong cuộc thi này. Hơn nữa, trong vòng một năm qua thì tôi cũng chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của em. Dù là sinh viên trong trường hay ở bên ngoài thì có rất nhiều bạn cũng theo dõi những cái bước tiến của anh Vũ Tá Linh sau khi mà đoạt giải và làm việc tại Singapore. Vũ Tá Linh tham gia cuộc thi thiết kế châu Á khi đang học tại Học viện Thời trang London, Hà Nội. Các thầy cô giáo ở trường đã đồng hành với Linh trong cuộc thi đến tận thời điểm này. Chính những hoạt động đồng hành và thúc đẩy của nhà trường đã giúp nhiều sinh viên hiểu biết hơn về lĩnh vực thời trang quốc tế và các dây chuyền sản xuất thời trang công nghiệp. Tôi có mặt ngày hôm nay và thực sự nhìn thấy trang phục của Vũ Tá Linh mang âm hưởng của Việt Nam, mang nguồn cảm hứng sáng tác từ Việt Nam nhưng đã mang tính quốc tế hơn rất là nhiều. Sau một năm thực tập và làm việc tại Singapore, tôi thực sự hồi hộp chờ đợi show trình diễn của em ấy. Sau khi được giới thiệu ở triển lãm để chào bán đội ngũ người mua trên toàn thế giới, bộ sưu tập của Vũ Tá Linh sẽ được trình diễn tại sân khấu thời trang.
Mời quý vị cùng theo dõi bộ sưu tập của Vũ Tá Linh trên sàn diễn của Audi Fashion Festival Singapore 2014. Bộ sưu tập mang tên Indigo, màu tràm. Phóng khoáng tự do với những chất liệu đặc vùng miền dân tộc Việt Nam nhưng mang tính quốc tế, hiện đại và thời trang. Một bộ sưu tập rất đẹp. Bộ sưu tập của nhà thiết kế Vũ Tá Linh đã kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại.